Tommy xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc hiệu quả hơn. Trong chúng ta ai cũng có cái nhu cầu về việc là làm giàu, có nghĩa là kiếm thêm tiền. Đó là một cái nhu cầu chính đáng. Ví dụ như bạn là công nhân thì bạn làm, bạn tích lũy được một số tiền nhỏ nhỏ ha, thì bạn có thể gửi tiết kiệm, sau đó bạn có thể đầu tư làm một việc gì đó bất kỳ để bạn có thể sinh ra được cái đồng lợi từ trên cái số tiền mà mình tiết kiệm được. Hoặc là nhân viên văn phòng, hoặc là kỹ sư, bác sĩ, bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy không. Thì mình thấy gần đây á có rất nhiều người có nghĩa là lại quan tâm tới cái gọi là cái thị trường chứng khoán á, cái cổ phiếu á các bạn ha. Thì thật sự á, thì đó, cái cổ phiếu cũng có thể nói là nó cũng là một cái nơi mà chúng ta có thể đầu tư tiền để chúng ta sinh ra kiếm lợi trên nó được. Có nghĩa là như thế này, ví dụ như bạn thấy một công ty A họ đầu tư kinh doanh tốt, phát triển tốt đúng không? Ví dụ như họ bán cái sản phẩm là về cái máy nông nghiệp ha, rồi bạn thấy công ty đó phát triển về cái máy nông nghiệp á, có nghĩa là người ta đầu tư kỹ thuật, đầu tư con người, học hỏi để phát triển cái máy ngày càng tốt hơn, rồi bán ra được nhiều sản phẩm, rồi công ty ngày càng tăng trưởng đúng không? Thì do đó công ty đó họ bán ra cái cổ phiếu á ha, thì bạn mua cái cổ phiếu đó, thì khi mà công ty đó nó phát triển thì đương nhiên cái giá cổ phiếu đó nó sẽ tăng. Ví dụ như lúc đầu bạn mua 100.000 đi trên một cổ phiếu, thì sau đó nó tăng thêm 110.000, có nghĩa là một cổ phiếu bạn lời được 10.000. Thì cái chuyện đó là tất nhiên là nó hợp lý rồi ha, công ty phát triển thì chúng ta có lợi thôi. Nhưng cũng chính vì cái điểm này á mà nếu á, có nghĩa là trường hợp á, có nghĩa là bạn rất là hiểu, em hiểu về cái công ty, thì về cái công ty đó thì bạn có thể đầu tư như vậy thì nó phù hợp ha. Nhưng mà ví dụ như bạn đang làm công nhân này, bạn làm nhân viên văn phòng này, đôi lúc á thực sự những công ty đó họ kinh doanh như thế nào phía sau á chúng ta không có nắm bắt được, mà vô hình chúng ta đầu tư vô á là giống như là chúng ta đầu tư nhưng mà không biết được á là thực tế nó có như vậy không. Có nghĩa là về mặt bên ngoài chúng ta thấy nó đang phát triển, nhưng mà thực tế bên trong á, thì nó như thế nào chúng ta không biết được ha. Do đó chúng ta cần phải cân nhắc thật là kỹ trước khi đầu tư ha, cho những cái cổ phiếu cổ phần ha. Rồi, bởi vì gần đây á, trên rất nhiều tờ báo á, họ nói về cái vấn đề của ông Trịnh Văn Quyết ha. Thì ông này trước đó ổng bị phạm vô cái tội là bán chui cổ phiếu, thì cái chuyện đó là không có nói rồi. Nhưng mà bây giờ nó có một cái tội nó thật sự nó rất là nặng nề ha các bạn ha. Cái tội là tội gì? Thủ đoạn lừa đảo nâng khống vốn điều lệ gấp 3.000 lần của ông Trịnh Văn Quyết. Có nghĩa là cái bài báo này nó nói là ổng nâng cái vốn điều lệ của công ty FLC Faros, thì nói tắt là Faros, tăng lên hơn 3.000 lần, rồi bán cái cổ phiếu của công ty này cho những người nhà đầu tư nhỏ lẻ ha. Đó, bạn thấy như vậy đó, là có nghĩa là sao? Có nghĩa ý cái bài báo này nó muốn nói á là thực tế cái công ty này nó không có, có nghĩa là ví dụ như nó không có cái tài sản đi, nói thẳng là giá trị tài sản của nó không có có đúng với cái giá, với lại cái số cổ phiếu bán ra ha. Có nghĩa là ví dụ như chẳng hạn như là bạn có một cái ngôi nhà ha, cái ngôi nhà của bạn á là ví dụ như 1 tỷ đồng đi, xong rồi bạn làm đủ kiểu hết, bạn quảng cáo này nọ, bạn nói đủ thứ hết á, bạn nói là có ngôi nhà của tôi á là 100 tỷ đó, chứ không phải là 1 tỷ đâu, và bạn nói, bạn quảng cáo nhiều thứ, có nghĩa là bạn làm nhiều nhiều cách để bạn nói như thế và làm người khác tin, và có người ta đồng ý, người ta mua cái nhà bạn 100 tỷ. Đó, cái kiểu nó hơi giống như vậy ha. Thì bên bài báo Tiên Phong họ cũng nói lại cái vấn đề đó ha, là chính vì cái vấn đề á là ông Trịnh Văn Quyết nè, ổng tăng cái vốn điều lệ khống, có nghĩa là thực tế cái công ty Faros này á nó chỉ
cái giá trị, có nghĩa là cái vốn điều lệ, cái vốn có thực tế của nó chỉ có là 1,5 tỷ đồng thôi. Nhưng mà bằng một thủ thuật ha, thì ổng tăng cái vốn điều lệ lên 4.300 tỷ đồng. 4.300 tỷ đồng này gọi là tiền ảo các bạn, có nghĩa là không, thực tế là nó không tồn tại. Nhưng mà từ 1,5 tỷ đồng tiền thiệt tăng lên thành 4.300 tỷ đồng. Sau đó lấy 4.300 tỷ đồng này biến thành cái cổ phiếu, có nghĩa là tại vì cái này là cái số người người ta nghĩ rằng đây là số tiền thật trong công ty, có nghĩa là công ty nó có tài sản thật là 4.300 tỷ đồng, thì 4.300 tỷ đồng này nó sẽ quy ra thành 430 triệu cổ phiếu, có nghĩa là bằng những cái tờ giấy đó. Sau đó lấy những cái tờ giấy đó, gọi là cái cổ phiếu đó, bán cho người nhà đầu tư nhỏ lẻ thì người ta mua vô. Thì thực tế người ta mua vô, người ta mua vô cái cổ phiếu này á, là chỉ là cái tiền, cái tờ giấy thôi, tờ giấy lộn thôi, chứ nó không phải là tiền. Tại vì công ty đây chỉ có 1,5 tỷ mà, đúng không? Đó. Nó là như vậy. Ha. Thì các bạn có thể thấy được cái thời gian mà tăng vốn của cái công ty FLC Farod này nè, từ năm 2014 tới năm 2016 ha. Thì như thế này, các bạn thấy ở bên cái cột này á, ví dụ như đây là trong năm 2011 nè, là cái vốn gốc thực tế của họ có chỉ là 1,5 tỷ đồng thôi ha. Rồi năm 2014 á nó lên 225 tỷ, rồi 2015 á là lên tới 1.125 tỷ. Và nó đi một cách rất là nhanh ha các bạn ha. Có nghĩa là từ 2014 nè ha là 225 tỷ, nó lại một phát 2016 là cỡ chưa được 2 năm lên 4.300 tỷ. Rồi. Ở đây các bạn biết như thế nào không? Là tại sao cái công ty này nó làm được chuyện đó? Có nghĩa là vậy, ví dụ như bạn thành lập một công ty, bạn có cái vốn thực tế là 1,5 tỷ đồng đúng không? Bạn đưa vô công ty rồi bạn đăng ký là doanh nghiệp mình có là 1,5 tỷ đồng. Sau đó thì bạn là doanh nghiệp mà bạn có thể rút cái tiền đó ra để bạn đầu tư được đúng không? Thì khi rút cái tiền đó ra rồi á thì bắt đầu á, thay vì rút cái tiền đó ra để đi đầu tư thực tế, nhưng mà ở đây á, công ty này rút cái tiền đó ra 1,5 tỷ đồng, sau đó nó quay nó nạp ngược lại vô công ty đó, là lúc này nó thành 3 tỷ. Có nghĩa là cái vốn điều lệ nó tăng lên thành 3 tỷ, và nó cứ nó làm một cái vòng lặp giống như vậy, nó làm nhiều lần nhiều lần nhiều lần thì nó lên tới 4.300 tỷ đó. Các bạn hiểu như vậy đó, có nghĩa là thực tế là chỉ có 1,5 tỷ thôi mà nó lên tới 4.300 tỷ giống như thế này. Rồi nó mới lấy 4.300 tỷ này nó biến thành cổ cổ phiếu để nó bán cho các bạn ha. Rồi các bạn mua coi như là mua một cái tờ giấy, chứ một tờ giấy lộn, chứ nó không có cái gì trong đó đó. Nói tóm lại là các bạn đang bị lừa ha. Thì như thế này ha, qua cái vấn đề này á thì mình muốn chia sẻ với các bạn như sau. Thì thật sự á, như mình nói trước đó, là ai cũng có cái nhu cầu để đầu tư, có nghĩa là để sinh lời cho cái số tiền mình dành dụm được ha. Thì đó là một cái nhu cầu chính đáng, nhưng mà chúng ta nên cố gắng cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện những cái giao dịch đầu tư giống như thế này. Trường hợp á, ví dụ như ha, nếu mà các bạn làm công nhân chẳng hạn, bạn tích góp được một món tiền đúng không, nho nhỏ, thì nếu các bạn không biết làm gì á thì các bạn có thể gửi tiết kiệm, cái lãi suất nó nhỏ chút xíu cũng được, nhưng mà đó là cái số tiền an toàn ha, có nghĩa là nó đảm bảo dòng vốn của bạn. Các bạn tích lũy một thời gian dần á thì các bạn có thể dùng để mua một những cái thứ mà nó lớn hơn, cái tài sản nó có giá trị hơn. Thì hoặc là nếu mà các bạn thích á, thì bạn có thể như mua rau củ quả đó, để các bạn buôn bán thêm để tạo thêm cái nguồn thu nhập cho các bạn á, bán cho hàng xóm hoặc là cho đồng nghiệp trong công ty của chúng ta chẳng hạn. Đó, đó cũng là một cách. Hoặc là ví dụ như các anh chị em làm việc trong cái là nhân viên văn phòng đó các bạn ha. Thì như thế nào? Ví dụ như các bạn có thể đầu tư thêm về cái, đương nhiên là về cái tiết kiệm các bạn có thể đầu tư rồi đúng không? Rồi các bạn có thể đầu tư thêm cái máy móc của mình, ví dụ như cái máy vi tính của mình, hoặc là những cái điện thoại, hay là những cái công cụ mà các bạn đang làm việc á. Thì khi các bạn đầu tư vô những cái công cụ đó thì nó sẽ giúp tăng cái hiệu quả công suất của công việc, và khi nó tăng cái công suất á thì giúp các bạn làm được nhiều việc hơn, thì các bạn sẽ nhận được nhiều thù lao hơn đó. Hoặc là ví dụ như các bạn là kỹ sư điện đi, thì các bạn có thể mua thêm máy móc về để đầu tư để tăng thêm cái hiệu suất của công việc lên. Đó, nó sẽ có nhiều cách ha. Nhưng nếu mà ví dụ như các bạn vẫn muốn đầu tư vô những cái thị trường cổ phiếu như thế này nè ha, thì lời khuyên cho các bạn là cố gắng tìm hiểu thật kỹ cái công ty đó trước khi các bạn đầu tư nha.
Tại vì cái tiền đây á là không phải là tiền các bạn đang quyết định, có nghĩa là tiền của các bạn, nhưng mà các bạn đang đưa cho người ta xài. Đó, các bạn hiểu như vậy đó. Và họ xài theo cái mục đích gì thì mình không có rõ. Nên nếu các bạn quyết định đầu tư cho cái phần mà cổ phiếu giống như thế này thì các bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ ha. Và cái lời khuyên cho các bạn luôn á là cho dù các bạn tìm hiểu kỹ như thế nào đi nữa thì cái lời khuyên cho mình dành cho các bạn là nếu mình ví dụ như bây giờ mình có 100 triệu ha, thì đừng có đem nguyên 100 triệu đó, cho có nghĩa là bạn tìm hiểu được những cái công ty này nó tốt rồi. Mình không nói là cái FLC Pharos ha, ví dụ như mình nói là bạn đầu tư vô cái cổ phiếu của Vinamilk, Coca-Cola gì đó, có nghĩa là những công ty đó bạn tìm hiểu bạn thấy là cái quá trình kinh doanh của họ tốt, cái cổ phiếu nó có cái xu hướng tăng đi ha. Nhưng mà mình khuyên là cũng không nên, ví dụ như bạn có 100 triệu bạn cũng không nên đổ hết vô trong đó. Thì bạn chỉ nên như thế này nè ha, bạn chỉ nên đầu tư 10% thôi. 10% có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ 100 triệu bạn đầu tư cỡ chừng 10 triệu trở lại thôi. Rồi, nếu bạn thấy bạn đầu tư một thời gian rồi, 1 năm, 2 năm chẳng hạn như vậy, bạn thấy nó phát triển tốt thì bạn có thể tăng cái số tiền đầu tư đó lên, ví dụ như là thêm 10% nữa thành 20% ha. Là có nghĩa là lúc này bạn có 100 triệu thì bạn đầu tư 20 triệu vô trong đó thôi. À, bạn còn lại 80 triệu bạn nên để trong ngân hàng ha. Đó là cái cách. Và tối đa các bạn chỉ nên đầu tư 50% cái số tiền các bạn đang có thôi. Nhưng mà cái 50% này, ví dụ như bạn có 100 triệu thì bạn đầu tư 50 triệu vô cái phần cổ phiếu, còn 50 triệu bạn gửi trong ngân hàng. Thì tối đa mình nói 50 triệu có nghĩa là sao? Không phải là bạn đầu tư một lần là 50% liền, mà bạn nên đầu tư từ từ, từ 10% tới 20%, tới 30%, tới 50%. Đó, bạn đầu tư dần từ từ như vậy để sao bạn biết không? Để các bạn có thể nắm được cái thị trường. Tại vì thật sự ví dụ như bạn là công nhân, hoặc là bạn nhân viên văn phòng, hoặc là bạn là kỹ sư, thì bạn hoàn toàn bạn đâu có cái kiến thức nhiều về những cái lĩnh vực này đâu, đúng không? Bạn chỉ có những cái kiến thức chuyên môn bên lĩnh vực của bạn thì bạn nắm rõ, chứ những cái này bạn đâu có rõ, thì buộc là bạn phải có thời gian để bạn hiểu được cái thị trường rồi bạn mới đi vô dần dần. Nhưng mà tối đa là chỉ nên 50% thôi nha. Rồi thì ok, cái bài chia sẻ của mình á thì nó chỉ như vậy thôi, nhưng mà mình hy vọng á thì nó sẽ giúp ích được nhiều người nha. Nếu các bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì thêm á thì vui lòng để lại comment bên dưới video này nha, mình sẽ cố gắng để mình phản hồi cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video ha. Kính chúc các bạn và gia đình có nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt ạ.